Em xin chào các bác nhé. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người một cái loại thực vật ra hoa khá là đẹp các bác ạ. Đây chính là cẩm cù nhé các bác nhé. Đây. Chi cẩm cù. Cây này thì không phải là lan rừng giống như các video trước mà em làm. Sắp tới là kênh của em thì sẽ giới thiệu nhiều các loại thực vật lạ hơn cho các bác nào thích, đam mê, yêu thích về thiên nhiên, nhất là những cái loại cây cối và hoa lá như thế này. Em thì em cứ cây nào hoa đẹp là em lấy về sưu tầm các bác ạ. Như các bác đã nhìn thấy trên màn hình, đây chính là cẩm cù nhé. Cẩm cù hay còn gọi là cẩm cù tên lửa đấy. Cái loài cẩm cù tên lửa. Cái này là thuộc chi cẩm cù Oja. Và cây này là cây Multiflora đấy. Oja Multiflora đấy. Cái tên Latin của nó là đấy. Lan thì thuộc là Orchid cơ. Còn cái thằng này thì nó thuộc họ khác các bác ạ, không phải là lan. Một số quan điểm bảo là cẩm cù là lan thì cái đấy là em thấy tra thông tin là không đúng. Bởi vì cẩm cù này nó là thuộc một họ riêng nhé. Cái họ này là cái họ họ dừa cạn, hoặc là một cái tên khác là họ La Bố Ma các bác ạ. Và cái tên Latin của cái họ này là Apocynaceae. Còn họ phong lan là họ Orchid cơ. Do vậy là trong cái video này em cũng chia sẻ luôn thông tin các bác là cái cẩm cù không phải là lan mà là một cái họ khác. Cẩm cù thì nó khoảng vài trăm loại đấy, nhưng mà ở Việt Nam mình thì khoảng mấy chục loại theo em biết là thế. Và cái cây cẩm cù tên lửa này, cái cây Multiflora này là một trong những cái loài cẩm cù có hoa đẹp nhất. Đấy. Như các bác đã nhìn thấy là cây này em đã thuần được một năm rồi. Đấy. Lá xanh rất đẹp và cái chùm hoa đẹp. Tiếc là nó không có mùi hương các bác nhé. Em không thấy nó có mùi thơm. Đấy. Đấy. Bây giờ thì em sẽ quay cận cảnh lại cho các bác xem kết cấu tạo của cái bông hoa. Hình dáng màu sắc cái bông hoa cẩm cù tên lửa này các bác nhé. Đây là một cái bông hoa cẩm cù tên lửa các bác ạ. Đấy. Hoa nó sẽ ra từng chùm như này các bác nhé. Và cẩm cù tên lửa này thời điểm ra hoa vào mùa hè các bác ạ. Hiện tại là thời điểm cuối tháng 5 đầu tháng 6 rồi. Video em có thể đăng muộn sau, tại vì cũng rất ít thời gian để làm. Tranh thủ cây nào ra hoa thì em sẽ làm video và giới thiệu về các loại thực vật cho mọi người được biết. Và thấy đẹp thì hãy sưu tầm. Đây. Đây các bác xem. Rất đẹp luôn nhá. Đây, chùm hoa này. Một chùm hoa nó phải ra đến mấy chục bông hoa các bác nhá. Hoa ra từ cái phần lá đấy, cái phần đối diện lá này, không lách lá, không phải lách lá mà là cái phần mô tả nó là cái phần giữa của hai cái lá đấy các bác, giữa thân của hai cái lá đấy, đấy. Như thế này. Cẩm cù này thì thân nó rất là dẻo đấy. Đây là cái lụ của cẩm cù các bác nhá. Cái lụ của nó như thế này, đấy, nó chưa bung ra. Và khi nó bung ra thì nó nhìn như một cái quả tên lửa hay một quả ngư lôi ấy. Mọi người gọi là cái cẩm cù tên lửa là vậy, đúng easy fork như cái tên lửa luôn các bạn đấy. Đấy. Lăm cánh nhọn và về một hướng đấy. Màu sắc của nó là màu vàng nhạt các bác nhá. Màu vàng nhạt và màu trắng. Cùng với đó là cái màu tím đậm ở cái phần trụ nhụy này. Cái kết cấu bông hoa cẩm cù thì nó khá là đa dạng các bác ạ. Đấy, nó không giống như lan, tại vì em nhìn quan sát cái bông hoa lan này em tả quen rồi, bây giờ lại nhìn cái quan sát cái bông hoa cẩm cù này thì nó lại hơi bị khó mô tả một chút, tại vì chưa quen các bác nhé. Đấy, cẩm cù tên lửa đấy, năm cánh nhá. Cái chùm hoa thật sự là tuyệt vời luôn các bạn. Chỉ tiếc là nó cũng có mùi hương thôi. Đây thì nó vẫn tiếp tục bật tiếp này. Đây, đây. Cái bông hoa này. Đây này, như cái lụ này thì bắt đầu các cánh nó sẽ bật ra đằng sau nhá. Đấy. Giống như kiểu một vụ phóng tên lửa vậy này. Cực đẹp, một loài hoa quá tuyệt vời luôn. Đây này. Quá đẹp luôn các bạn ạ.
quá đẹp luôn, cẩm cu tên lửa. Cây này thì em đánh giá là một cái cây cũng không phải là dễ thuần đâu các bác nhé, tại vì cái tỷ lệ chết của vườn em nó hơi cao một chút, tuy nhiên là vẫn thuần được các bác nhé. Còn một điều nữa, cái cây cẩm cù tên lửa này ấy, nó mọc ngoài tự nhiên ấy, nó thường hay bám vào những cái hốc, những cái hốc cây các bác. Cẩm cù tên lửa này nó hay bám ở những cái hốc cây chứ nó không trực tiếp mọc ở dưới đất các bác nhé. Nó thường là nó sống phụ sinh các bác nhé, không phải là một loài sống kiểu kiểu ký sinh mà là phụ sinh thôi này. Nó bám vào hốc cây này, những cái nơi có độ ẩm ướt, rồi là nó hút chất dinh dưỡng và nước ở trong cái hốc cây đấy. Đa phần là em thấy nó sống ở hốc cây, chưa từng thấy nó mọc ở dưới đất hay là bám trên đá mấy nhá. Nếu mà mọc ở dưới đất thì là do mình mang về mình thuần dưỡng, mình trồng đấy các bạn ạ. Thì là mình trồng chậu thì nó sẽ mọc ở đất. Còn đâu là em thấy đa phần nó sẽ mọc ở hốc cây ở trên rừng ấy. Cái này nó cũng rất dễ đậu quả đây. Và cái khu vực phân bố của cái cẩm cù tên lửa này thì nó khá là rộng các bác nhá. Mọi vùng rừng núi trong lãnh thổ Việt Nam đều có cái cây cẩm cù tên lửa đấy. Ví dụ như phía Đông Bắc này, Lạng Sơn này, Cao Bằng này, hoặc sang Tây Bắc là Sơn La, Hòa Bình, rất là nhiều các bác nhá, trong Nam đấy, vùng Kon Tum, kể cả giải miền Trung. Nói chung là cái cây cẩm cù tên lửa này nó phân bố rộng. Các bác đi rừng thì để ý những cái hốc cây ấy, có những cây lá nó mọc như thế này. Đấy là cái cây cẩm cù tên lửa đấy các bác nhá. Đấy. Đấy, cái thân của cái cẩm cù tên lửa đây, ở dưới thì nó sẽ có màu trắng, cái thân nó già hơn nó sẽ có màu trắng, còn ở phía bên trên nó có màu xanh đấy. Đặc trưng rất đẹp đúng không các bác. Một cái chậu to này thì ra rất là nhiều hoa đấy. Mới thuần được một năm thôi, sang năm thì cây sẽ mọc là đẻ ra nhiều nhánh hơn đấy. Cây hoa sẽ đẹp hơn nữa các bác ạ. Hiện tại bây giờ thì em là khá hài lòng với cái cây cẩm cù tên lửa này rồi đấy. Cái cách trồng cái cẩm cù tên lửa này thì em nói sơ qua đây, tại vì em trồng thì nó cũng có một số cây chết, tuy nhiên là nó không nhiều, nhưng mà đối với em tỷ lệ đấy là cái tỷ lệ không thành công rồi. Em trồng thì chủ yếu là đất em trộn với mùn dừa, đất em cho ít thôi. Thì rút kinh nghiệm lần này em trồng thì em sẽ trồng bằng cái giá thể nó thoáng hơn, nó giống như trồng địa thì cây nó không bị thối, tại vì cái dàn tưới nhược điểm là do cái dàn tưới của em là cái dàn tưới tự động ấy. Mà lan thân thòng với dòng đơn thân là có chế độ tưới nó khác so với những cái thằng trồng đất này các bác ạ. Đấy, do vậy nó bị dư ẩm quá mà mình không có thời gian mình nhấc ra chỗ khác mình tưới riêng nó, đâm ra là nó bị chết thối là như vậy. Đấy là cái nguyên nhân tại sao nó bị chết. Các bác lưu ý là đi trồng cái cây này thì các bác cũng để ý cái độ ẩm của nó, dư ẩm quá thời gian ban đầu thì có thể là ẩm thì cũng không sao, cây nó ra rễ rồi. Tại vì cây em đã trồng nó ra mầm rồi mà em vẫn thấy nó chết này, sau xem xét lại là cái giá thể nó quá ẩm các bác ạ. Đấy, đấy có gì để em cũng chia sẻ thật lòng luôn đấy. Cẩm cù tên lửa đấy. Cây này nó đậu quả, nó quả nó dài ngoẵng ra nhọn hoắt. Ở đây thì cái quả của nó thì em cũng không còn giữ nữa, nhưng mà em giữ cái hoa của nó. Cái hoa của nó như cái hoa bồ công anh. Đây các bác ạ, em cũng để rất là nhiều hoa đây này, đây này. Hoa của nó như hoa bồ công anh luôn đấy, bay phấp phới tròn tròn nhìn rất là đẹp. Em để này để em mang về rừng em thả này, đây này, rất là nhiều này, đấy, hạt giống này, mình có thể gieo trồng hoặc là mình thả về tự nhiên được nhé các bác nhé, đấy, đấy. Nó khác tự bay, hoặc là mình nhét vào những cái hốc nào đấy nó sống này. Đây, một túi to này, rất là nhiều này, tàn hoa cẩm cù đấy. Nó đã thảo làm video thì thả về rừng cho các bác xem này. Về mình cứ vứt ở rừng tự nhiên thôi, đấy. Cây nó sẽ lên các bác ạ, đấy. Rất đẹp này. Đây là một cái chùm cẩm cù tên lửa. Rất đẹp các bác ạ. Cái này còn chưa ra hết này, đấy. Cẩm cù tên lửa các bác nhá. Đây.
bông hoa cấu tạo y như tên lửa 5 cánh này. Đấy thì trong video lần này thì em chia sẻ cho các bác cái loài cẩm cù tên lửa thuộc chi Hoja các bác nhé. Và cây này là cây Hoja Multiflora. Sắp tới thì em cũng sẽ sưu tầm một ít cẩm cù nữa, hoa cũng đẹp đẹp và thơm. Đây, thì cũng chia sẻ luôn các bác tham khảo những cái giống này, những cái này nó cũng dễ gieo trồng các bác ạ. Đấy. Tuy nhiên là cách trồng mình sẽ lưu ý một chút và em cũng sẽ cải tiến cách trồng, và khi nào có cách trồng nó ok hơn, nó dễ sống hơn thì em sẽ chia sẻ lại một lần nữa cho các bác. Đấy. Cái cẩm cù này. Rất cảm ơn các bác đã xem video nhé. Video của em xin kết thúc ở đây ạ.